Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh youtube đồ gỗ hiền lành Quý khách hãy đăng ký kênh đồ gỗ hiền lành để không bỏ lỡ một cái video nào Vào vâng hôm nay ngày 15 tháng 1 năm 2021 Cơ sở đồ gỗ đồ đá hiền lành à, Tiếp tục chia sẻ tới quý vị và các bạn trong cái chuỗi video Về điêu khắc vỏ sò tai tượng à, Hôm nay tôi có gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm Đó là bức tranh mã đáo thành công hay còn gọi là bát mã bát mã tức là gồm 8 ngựa thì ngựa là một con vật trung thành nhất không những thế ngựa nó là hình ảnh của sự kiên nhẫn sự bền bỉ lâu dài sự may mắn mang lại tài lộc ngựa đứng thứ hàng bảy trong 12 địa chi nó đem lại nguồn tài lộc và sự phát đạt trong kinh doanh và sự nhanh nhạy tăng tiến tiền tài khiến cho những công việc dự định nó sẽ hoàn thiện nhanh chóng hơn và đạt kết quả cao hơn. Bức tranh chúng tôi đó là chạm 8 ngựa, 8 hay còn gọi là phát, nó liên quan đến phát đạt. Đã được những người thợ tại cơ sở đồ gỗ đồ đá hiền lanh điêu khắc trên nền vỏ sò tay tượng. Và vỏ sò tai tượng này đã hóa thạch trên 1.000 năm. Vỏ sò có rất nhiều kích thước khác nhau, Bức tranh tôi đang giới thiệu có kích thước đó là dài 75, chiều rộng 50. Và tùy theo cái độ dày mà chúng tôi chạm các cái thân thế, các cái hình thù nó khác nhau. Trong rất nhiều video trước tôi đã giới thiệu đó là các cái pho thần tài, tứ linh, phật bà. Hay là các cái tác phẩm về cá, 12 con giáp, đơn mã và song mã. Hôm nay tôi chia sẻ đó là Bước bát mã thành công Và tôi có quay thêm các cái Vỏ đã điêu khắc có sẵn Để cho quý khách trên toàn quốc được tham khảo Ê, Vỏ sò hóa thạch này nó thấu quang khi chúng ta xoay đèn Và thường được kê ở các cái phòng khách cũng như bàn làm việc Nếu vỏ to thì chúng ta có thể bỏ trong một cái tủ kính Sau đó chúng ta sẽ hắt đèn Để cho nó được đẹp hơn cơ sở đồ gỗ đồ đá hiền lanh nhận điêu khắc vỏ sò tai tượng tại địa chỉ làng nghề la xuyên xã yên ninh huyện Yên yên tỉnh nam định quý khách trên toàn quốc có vỏ sò quý khách hãy gửi về theo địa chỉ bên trên thì chúng tôi sẽ điêu khắc cho quý vị các cái tác phẩm được ưng ý ngoài các cái bức bát mã chúng tôi còn có các tác phẩm như đồng quê hay là vinh quy bái tổ hay là phật thích ca mâu ni nằm dưới gốc cây bồ đề Thần tài di lạc Ba ông cháu và năm ông cháu Và các tác phẩm như giỏ hoa Rất nhiều Quý khách có thể xem thêm Tại địa chỉ kênh youtube đồ gỗ online Tôi sẽ cập nhật liên tục các mẫu mã mới nhất Tại địa chỉ kênh youtube đồ gỗ online Cũng như fanpage facebook Điêu khắc và xòe tay tượng Đồ gỗ online cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm theo dõi Và hẹn gặp lại quý khách trong